đồng bào nhớ những ai ước ao được lập công bồi đức hoặc là lập công chuộc tội, thì đây là cách tốt nhất và là cơ hội cuối cùng. Sau khi copy những hình ảnh này, phân phát cho nhiều người, cũng như copy nhạc tĩnh tâm phân phát cho nhiều người, thì cùng lúc đồng bào hãy gửi check hoặc money order về địa chỉ này để tôi có đầy đủ phương tiện tiếp tục thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đây là hình thức gây quỹ bằng cách là đồng bào mua những hình ảnh phép lạ này cùng nhạc tĩnh tâm trên trang website của chúng ta. Để tôi có đầy đủ phương tiện tiếp tục thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Giống như là tôi bán nhạc tĩnh tâm của tôi và những hình ảnh phép lạ này để gây quỹ tiếp tục làm việc. Đây là sự thử thách của cha trời thượng đế toàn năng ban cho mỗi con người chúng ta. Đúng ra thì chúng ta mau mắn phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này lâu lắm rồi và tiếp tục làm mãi mãi cho đến ngày cha trời Giêsu tỏ hiện từ thiên đàng xuống quả địa cầu để cứu rỗi chúng ta. Và ngày đó sẽ đến đúng thời hạn, bởi vì Ngài đã cho tôi biết trước là ngày đó sẽ đến đúng thời hạn. Chúng ta không biết chắc là ngày nào, nhưng mà tôi được biết là đang xảy ra. Và thời điểm sẽ đúng thời hạn, không chậm trễ. Cha trời thượng đế toàn năng cho tôi biết rõ như thế. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần thông báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay.